Em chào các bác, hôm nay em quay video là bán một số những cái loại phi điệp hàng sưu tầm các bác nhá. Thì đầu tiên đây thì em có cái cây này là cây nghệ tâm 50 trắng. Nghệ tâm 50 trắng em cắt ra để em ghép. Thì em sẽ bán những cái kia như thế này là cứ là 100.000 ba cái các bác nhá. Các bác cần lấy thì nhắn tin cho em. Cái này là cây nghệ tâm 50 trắng. Em bán là 100.000 ba cái các bác nhá. Đầu tiên là cây nghệ tâm rồi. Bây giờ em sang cái cây này là cây lâm sung. Cây lâm sung thì hôm nay em có quay hai cây các bác nhá. Hai cây, một cây là kia 52. 5253 đấy. Và một cái cây này là nó là cái gọi là cái phần gốc, cái cây này thì nó bé. Ở đây ngày xưa như kia đây. Đấy, ngoài chỗ em nuôi nó nhỏ nhỏ thôi các bạn. Thì cái kia nhỏ này thì em bán cái này là 200.000 các bác nhá. Cái to này là 300.000, tại cái to này nó có nhiều thân già và nó có một cái kia nữa. Cái này là 300.000. Cái số 1 là 200, số 2 300 các bác nhá. Lập sung. Này em chuyển sang cái cây này là cây 50 trắng con tum các bác nhá. 50 trắng con tum này nó là một cây cũng khá là hay. Cái này là nó là cây những cái kia 5253 các bạn. Đầu tiên là em cũng phân ra làm hai loại, một loại size to, một loại size bé nhá. Có nghĩa là em cũng có nhiều đây đằng sau này các bác, đây những cái to này, cái to này, cái bé này. Đấy, size lớn, size nhỏ thôi. Thì cái cây này, cây con tum, hai cây. Cái cây con tum nhỏ này em bán là 150 các bác nhá. 150 kia 52. Kia 51, 52, 53, 53 rồi. Con tum. Em sang cái kia to, kia to đây. Cái to này thì bình quân nó dài khoảng tầm trên 20 các bác nhé. Tầm từ khoảng 25 đi. Từ khoảng 25 đến khoảng 30 cm. Thì cái này thì em bán là 250 một cái. 250 nó cũng dạng kia 52, 53 thôi các bạn. 53, ví dụ như cái này nó mất này. 52 này, 53. Đấy, kia 53 của nó bây giờ đã dài bằng cái kia 52 rồi các bạn. Em sang cái bên này thì nó là cây kẻ vàng 4 số 9 các bác nhé. Vàng 4 số 9 nó là một cây phi đập lai. Nhưng cái này đột biến lá, lá vàng rất là đẹp. Cái này thì nó cũng khá là ổn định. Và nó cũng sẽ có những cái lá mà lên muộn như này các bác nhá. Nó dạng là kiểu cây lên muộn ạ, cây kẻ muộn ấy. Đấy, cái này là cây to này, cây này trên thân em mới vặt ra. Còn cái này là cây ấm chậu ổn định. Về sau thì là nó cũng xanh vàng này thôi. Về sau cái lá nó là xanh vàng các bác, tại vì khi mà nó ra á là nó vàng, đây là nó vàng kiểu vàng nó sọc xanh, kiểu vàng sọc xanh thì đúng hơn. Thì cái cây vàng bố số 9 này nó là cây rất là hay, một cây phi hợp lai. Thì đầu tiên em có cây số 1. Cây số 1 này em bán là 205.000 các bác nhá. Vàng bố số 9, 205.000 cây số 1. Cây số 2 là 300.000, cũng là kia 52, 300.000. Và cây số 3 thì là 350.000 các bác nhá. Cây số 3 đây, 350.000, cây này nó to gấp đôi luôn nhưng mà chẳng qua nó là kẻ ít thôi. Nhưng mà nó vẫn là chuẩn vàng 4 số 9 các bác. Một cây rất là đẹp. Cái này là cái cây ám cổ Văn Giang. Ám cổ Văn Giang là một cây cũng khá là hay. Nhưng cây này là cây ám cổ Văn Giang lá phát tài. Cây này thì nở ổn định nhiều năm rồi và thân lá rất là đẹp các bác. Thì hôm nay em có 3 cái kia các bác nhá. Cây này là cái kia 52 to nhất, kia 52. Thì ở đây thì cũng có một kia này nữa nhưng mà kia này nó nhỏ, cũng kia 52 nhưng nó bé các bạn. Và cây này kia năm nhất, thì cái kia năm nhất đầu tiên, kia này bán 200.000 các bạn nhé. Kia số 1 200.000. Em sang kia số 2, kia số 2 này cũng 200.000 các bạn nhé. Cây này lá nó vàng chóe luôn. Đấy, cái kiểu nó nắng các bạn, đây đây các bạn nhìn này, vẫn sọc vàng rất là đẹp. Em sang cái cây số 3, cây số 3 là một cây rất đẹp, cái này thì em bán là 450.000 các bạn nhé. 450.000. Ám cổ Văn Giang lá phát tài ổn định nhiều năm rất là đẹp các bạn. Em có một cái cây này là cây bệt huyền diệu. Bệt huyền diệu cũng khá là đẹp, còn một cái kỳ ươm. Các bác có sưu tập cái này thì em bán là 450.000 các bác nhá. 450.000 cái này. Cái cuối cùng. Các bạn. Cuối cùng thì vừa nay em thì em quay sơ qua một chút thôi, là nó cũng có những cái cây như là phú thọ. Những cái chậu phú thọ như này thì em bán là 30.000 một chậu các bác nhá. 30.000 một chậu những cái chậu phú thọ kia 52. Đây. Đây, chậu hai thân, chậu một thân thì thân nó to các bạn. Chậu 2 3 kia thì nó nhỏ. Đây hai cái này. Đấy, phú thọ 30.000 một chậu. Còn các loại như kiểu là lâm sung hay là trà gừng, võ tòng em hết rồi. Trà gừng, kiều phi yến, bạch tuyết và một số những cái cây khác thì các bác nào sưu tập cái loại nào thì liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.